Tin Thế Giới, ngày 13 tháng 8, Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát hàng chục khu dân cư ở tỉnh Kursk của Nga và vẫn đang tiếp tục đạt bước tiến. Trong khi đó, phía Nga cho biết nước này đã chặn được đa tiến quân của Ukraine. Trong cuộc gọi với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Alexander Sisky báo cáo, Quân đội Ukraine trong vòng 24 giờ đã tiến thêm 1-3 km tại một số khu vực của tỉnh Kursk. Chúng ta đã kiểm soát hơn 40 km vuông, gồm 74 khu dân cư. Giao tranh đang xảy ra dọc toàn bộ tiền tuyến. Bất chấp cường độ chiến đấu cao, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết các lực lượng Ukraine đã bắt thêm tù binh Nga để trao đổi lấy binh sĩ nước này trong tương lai. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các làng tại Kursk, cách biên giới hai nước khoảng 26 đến 28 km. Trong một tuần giao tranh, Nga đã phá hủy tổng cộng 35 xe tăng Ukraine, 31 xe bọc thép chở quân, 18 xe chiến đấu bộ binh và 179 xe bọc thép khác. Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Ahmad của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, khẳng định đà tiến công của Ukraine đã bị chặn đứng và cuộc chiến chấp nhoán mà Kiev lên kế hoạch đã không thành công.